Thưa với chư vị, hồi nãy mình nói tới cái chỗ mà nếu ở trong bệnh viện, khi thấy bệnh tình trầm trọng không còn cách nào cứu chữa được nữa, chú này hỏi bác sĩ thì biết liền, thì nên cố gắng xuất viện càng sớm càng tốt. Thì trong cái pháp hộ niệm có dạy cái điều này, chư vị thấy lạ không? Thường thường khi mà người bệnh ta nằm trong cái xe, có thể ở đây là cái xe ambulance, phải không? Cái xe mà cứu thương đó, thì người ta hú còi. Chứ nếu mà gia đình ở Việt Nam hay là ở đâu đó mà chở người bệnh về nhà, nó cũng có cái điều mà pháp hộ niệm cũng có chỉ cho mình. Ví dụ như mẹ mình hỏi con ơi mẹ đi tới đâu rồi, thì mình đừng nên nói như thế này: mẹ ơi mẹ đừng có lo, cái chuyện đó con lo hết cho, mẹ cứ lo an tâm niệm Phật đi, không còn lo cái này đâu. Mình tưởng nói như vậy là mẹ mình không lo, nhưng mà coi chừng chút nữa mẹ mình nói: ủa sao lâu dữ không về tới nhà vậy con? Tức là mẹ mình đang lo trong đó, phải không không thưa cô? Thì cái người hộ niệm chúng ta nên nói thế này: mẹ ơi bây giờ chúng ta xe đang đến cái chỗ mà ngã tư gì đó, bà điểm là cái gì đó, rồi còn bây giờ mình qua cái đường gì đó, chút nữa mình về tới nhà. Mình nói như vậy thì mẹ mình an tâm hơn. Cho nên tất cả đều là tâm lý cho vị không. Chứ đừng nói là mẹ ơi mẹ lo lắng như vậy, mẹ cứ lo niệm Phật đi, chứ tại sao mẹ cứ nghĩ gì chi con lo hết cho mẹ, mẹ đừng có lo. Mà thực ra người mẹ mình đang lo trong đó. Cho nên thường thường có cái ban cái người hộ niệm đi lên, người ta nói lạ lắm: đừng bao giờ để cho người bệnh có một cái ý nghĩ, một cái lo buồn, một cái gợn, một cái gì mà người ta cảm thấy phân vân trong tâm mới là tốt. Ví dụ như về nhà rồi mà nói: mẹ ơi con để về nhà con ở để chỗ an toàn nhất, mẹ đừng có lo cái gì hết nha. Nhưng mà thực ra người mẹ mình có lo trong đó: mẹ ơi con đang ở để tại mẹ tại cái giường mà mẹ thường nằm đó, cái buồng mà mẹ thường nằm đó mẹ có thích không, hay là bây giờ con đem về để cái chỗ sáng số này có nhiều người tới cộng tu này ở tại cái nhà cụ nhà bếp gì đó. Mà nói rõ ràng cái chỗ mà mẹ mình đang ở, thì mẹ mình nói thích hay không, mẹ mình có nói liền: ồ mẹ thích lắm. Còn ồ chỗ đây xịn như trống trải, mẹ không thích, mẹ đưa vào cái chỗ đó, mình đưa vào cái chỗ mà mẹ mình thích, thì tự nhiên mẹ mình không còn nhắc nhở, mẹ mình cũng an tâm. Chứ vì có thấy cái những cái chi tiết này chưa? Là hộ niệm đừng bao giờ để cho một người bệnh mà người ta nghi ngờ, người ta làm cái gì đó. Coi chừng ban đầu thì nhỏ mà sau cùng thì lớn. Cho nên khi mà đi ngồi trên xe rục rịch chỗ đấy, mẹ ơi cái mình đang đi qua cái chỗ ngã tư Bà Chiểu đây, cái đường hơi vòng vòng qua, mẹ cứ niệm Phật để nhẹ, thì tự nhiên bà cụ thì thấy vô vô cùng sung sướng. Chứ bà cụ nói đi cái đường nào mà vòng dữ vậy con, mẹ đừng có lo làm chi, mắc mơ mẹ lo niệm Phật đi, có chi mẹ vòng 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 chút thì hết chứ có gì đâu. Đúng không? Là vô tình mẹ mình băn hối mà mình lại gạt chọn đi, không chịu trả lời mẹ mình. Cái đó cũng là cái vô duyên của người con, người hộ niệm. Cho nên chư vị thấy hộ niệm như vậy mà nó có nhiều cái yếu tố tâm lý vô cùng. Tâm lý vô cùng. Có nhiều lúc mà mình đi hộ niệm, mình thấy bà cụ này lơ lơ nhìn cái gì đó. Mình đánh thức bà cụ dậy, ôi bà cụ đang thấy cái gì đó. Nên thấy hình như con có cái cột con beo con vô gì đó, nó làm cho mình sợ quá. Mình mà không trả lời khéo léo làm cho bà cụ càng sợ hơn. Thế coi chừng hồi trước là ví dụ như người ta nói sao mẹ thấy một đàn gà tới nó mổ mổ trong chân của mẹ khó chịu quá, tại vì hồi trước mẹ ăn gà nhiều dữ chi, bây giờ mẹ bị con gà tới nó mổ. Mình nói có lẽ có lý lắm không chứ bị. Mà sơ ý nói một câu thế này là không đúng với cái pháp hộ niệm rồi. Quý vị hiểu không? Mà nói mẹ ơi con mà còn tỉnh táo đây mà lúc con nhiều lúc con nằm mơ nằm mộng như thường. Con không những thấy gà, con thường thấy rắn, con thấy thấy cột beo tới chụp con nữa. Để huống chi là mẹ đang bị yếu. Yếu như vậy mình thường hay mơ mộng là cái chuyện thường. Thôi bỏ đi, mở mắt ra hết rồi. Con đã ở bên cạnh mẹ đây, có ban hộ niệm đây, cứ lo niệm Phật đi, tự nhiên người mẹ mình thì thoải mái vô cùng. Chứ vị thấy không này? Cho nên cái những lời nói của người hộ niệm cần phải hết sức cẩn thận.
Những người như vậy, cho nên trong cái luật của cái hộ niệm là những người không có cái trách nhiệm khai thị hướng dẫn thì không được chen vào hướng dẫn khai thị của mình. Không thấy là cái người tổ trưởng đã nói hình như có sơ suất cái điều gì đó, mình đứng lên mình cải chính được, không được. Nếu là thành viên của ban hộ niệm, khi mà làm như vậy, người tổ trưởng có thể cảnh cáo họ, chị đừng làm như vậy nữa nhé. Nếu mà anh làm như vậy một lần thứ hai, có thể người ta họp lại. Các bạn đấy, làm như vậy không đúng, mà nếu mình làm thứ ba, họ mời ra mình, họ mời mình ra khỏi ban ban hộ niệm đấy. Tại vì không đúng quy tắc. Cho nên khi mà chuẩn bị học hộ niệm phải học quán tổng, người là tổ trưởng người ta lo nghiên cứu trước, người ta điều nghiên trước, người ta biết trước. Chứ không thể chúng ta cứ thấy người ta nói sai mình đứng lên mình nói liền thì không hay. Thì ngay trong lúc mà chớ người mẹ người cha của mình ở trong bệnh viện về, cũng nên có còn một người hộ niệm đi theo. Lỡ gặp trường hợp mà người bệnh có cái điều gì mà nghi hoặc người ta hỏi, mình giải tỏa liền. Ngay trong lúc hộ niệm nhiều khi mình còn sát hạch người bệnh, thử người bệnh có đúng hay không. Mình nói bác ơi, bác niệm Phật, khi ra đi thấy Phật Bồ Tát tới, bác có đi theo không? Người đó nói theo chứ sao không theo. Xin thưa với chư vị, một chút này thôi mà người hộ niệm hình như thấy người bà bác này có chỗ sơ suất, mà người không biết hộ niệm thấy bà bác này nó đúng rồi vỗ tay lên ủng hộ là coi chừng sai. Chư vị thấy nó có tế nhị không? Tế nhị không chư vị? Sai ở chỗ nào vậy? Nếu người không biết hộ niệm nói, đúng rồi, bác đi theo Phật Bồ Tát không được đi theo mi ma quỷ chứ, đúng không? Quá đúng. Nhưng người hộ niệm ta thấy sai là mình vỗ tay, mình khuyến khích như vậy, vô tình mình mở ra một cái cạm bẫy cho người bệnh mà không hay. Vì xin thưa với chư vị, đi không đúng, nói không thẳng, rất dễ bị cạm bẫy của chư quý thần cài đặt ra, làm cho người bệnh bị vướng nặng mà mình không hay. Cho nên trong cái pháp hộ niệm là bắt trong cái phòng của người được hộ niệm, treo hình nào là một hình, ví dụ như hình như thế này là một hình thôi, đồng nhất, không được hai hình. Sợ rằng là người bệnh phân vân do dự, không biết đi theo ông Phật đó hay ông Phật sanh đây ghê. Chứ còn một chút xíu như vậy cũng có thể bị trở ngại. Cho nên cái gì cũng nhất cả. Và dặn người bệnh là cụ ơi, cụ nhìn cho kỹ ảnh tượng của Ngài A-di-đà đây, nhất định A-di-đà Phật hiện thân giống như ảnh tượng này mà tiếp dẫn cụ. Trong pháp giới không ai có quyền làm cái điều giả mạo để mà gạt cụ nữa đâu. Cho nên dặn bà cụ phải đi theo A-di-đà Phật mình chính, để mình A-di-đà Phật đàng hoàng thì mới là lời khai thị chính xác. Chư vị thấy không? Chứ nếu như người bệnh, cụ ơi cụ đi theo Phật không được đi theo ai hết nhé, quan thần trái chủ có thể vẽ cho mình một cái hình Phật rất là tốt đấy, cũng đỏ đỏ xanh xanh, cũng hào quang phất phới gì đó, coi chừng đi theo cái là vướng nạn điện. Chứ vì thế nó có nhiều cái chi tiết mà chúng ta học hỏi hộ niệm mới có thể khai thị được, không học hỏi hộ niệm coi chừng bị nạn. Ví dụ như người thế gian từng nói, sống thì mình làm người, chết thì theo tổ tiên. Nếu mình gặp được những người mà trong gia đình thường nói câu đó, thì mình báo đáp chắc chắn rằng, coi chừng cái người này, khi mình nằm xuống, bị vướng phải cái nạn này đấy. 100 người có thể tưởng tượng, 90 mấy người có hiện tượng này, là theo ông bà cha mẹ. Mà báo với chư vị ni sư chư thầy, có nhiều người trước khi ngày chết của họ 2 năm 3 năm đã thấy những hiện tượng này mà không may. Mà nếu người đó mà biết hộ niệm, biết phương pháp hộ niệm, họ giải tỏa dễ dàng lắm, 1 ngày 2 ngày là xong. Mà không biết có chừng năm này qua năm khác cứ tiếp tục như vậy, cứ chiều chiều lên trước bàn thờ ngồi rú rí rù rì nói chuyện thầm thì gì đó, hỏi ai, ta nói chuyện với ông ngoại, ông cố, ông cao, ông cá gì đó. Bây giờ tổ tiên của mình vừa thay bằng thờ hết.
vui lắm, cũng khuyên con là tối cũng bái lạy các ngài nữa. Xin thưa với chư vị, đây là cái hiện tượng oán thần trái chủ, tra hình mà không hay. Như vậy nếu mà người bệnh nhiều khi mà trước 5 ngày, 7 ngày thấy những hiện tượng này là mình phải chuẩn bị tư thế. Hộ niệm nhắc nhở thẳng vào vấn đề này. Khuyên tông là chỉ đi theo A-di-đà Phật, mọi cảnh giới gì khác đều phải lơ đi. Chứ vị thấy không? Thấy Phật, thấy ma, thấy cọp, thấy beo, thấy quỷ cũng đừng sợ, đừng lo nữa. Cứ cho đó là huyễn đi, nhiếp tâm niệm A-di-đà Phật. Chỉ còn một câu A-di-đà Phật là hóa giải được. Mà không biết thì niệm miệng niệm Y Đà mà tâm thì thích theo cha theo mẹ thôi, chịu thua. Miệng niệm Di Đà mà tâm sợ vào đó, miệng niệm Di Đà mà muốn theo vị Phật này dễ hơn, A Di Đà Phật lâu quá không tới, cô trực. Chứ còn một tiết tẹo như vậy mà có thể chuyển mất cảnh giới. Cho nên mong chư vị phải nhớ cho kỹ, đừng nói những lời sơ ý mà làm cho người bệnh hoảng sợ lên. Nếu mẹ ơi, không phải là Phật đâu, ma chứng nó tới, nó giả đò nó, dọa nạt mình nó, gạt gẫm mình đó. Một lời sơ ý này có chừng làm cho mẹ mình không cách nào có thể hóa giải được chứ nè. Vì mẹ mình đã sợ rồi mà mình nói một câu là ma đà quỷ nữa thì tự nhiên mẹ mình sợ liền, cha mình sẽ sợ liền, người bệnh sẽ sợ mãi. Ai giải tỏa ra đây? Nhớ nha chư vị, phải có cái lời lúc nào cũng khuyên tâm họ lên, để họ nhận xét là tất cả mỗi đến nhất là huyễn, là mệt mỏi quá mình thấy nó không thực. Chỉ khi nào A Di Đà Phật hiện thân mình đi theo ngài, tự nhiên mình đưa ra hai vế, không phải A Di Đà Phật, mình coi như là chuyện huyễn, chuyện giả đi, là mộng là mị đi, không thực. A Di Đà Phật đến đi, nhưng mà tâm của họ đã định vào cảnh giới A Di Đà Phật, tâm của họ đã quyết theo A Di Đà Phật thì tự nhiên mọi cảnh giới đó muốn gạt họ gạt cũng không được. Cho nên mong chư vị tin tưởng cho vững, cho chí thành thì mình tránh được những cái chứng năng này. Còn không tin tưởng được thì coi chừng. Chính mình niệm Phật rất lâu lắm, nhưng sau cùng bị chứng nặng này mà không hay đấy. Chứ vì thấy cơ hội niệm có thấy cơ có lợi không chứ vị? Lợi lắm đây nhé. Nếu trường hợp không thể xuất viện được, gia đình phải liên hệ trước với bác sĩ xin giảm liều lượng thuốc mê morphine để giúp cho người bệnh tỉnh táo niệm Phật. Nếu mà chư vị không làm di chúc cái chỗ này, nhiều khi đến cái lúc mà mình đã vào cái tình trạng là phải chích cái thuốc morphine rồi, mình lúc đó không có thể yêu cầu được. Bác sĩ đã giao cho y tá làm việc tại người ta cứ đúng luật là tới giờ người ta chết, thôi chịu thua. Cái này là thực sự đấy chứ vị. Trong tất cả cái thuốc mà mình sợ nhất chính là những thuốc làm cho người thân của mình bị mê man bất tỉnh. Cho nên sẵn đây cũng nhắc nhở chư vị là chúng ta niệm Phật để cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Xin chư vị đừng cầu chết an lành. Có nhiều người nói tôi mong sao tôi chết an lành là được. Nói về thế gian thì nghe hay lắm, nhưng mà nói về Phật Pháp giải thoát hình như có cái chỗ sơ xuất mà mình không hay. An nhàn là như thế nào? Không đau, không bệnh, người ta chích một phần mê mà bất tỉnh nằm im. Cha tôi ra đi an lành quá, không dễ, không vội vã, mà thực ra là nằm mê mang lũi chừng, sủi tay sủi chân không nổi nữa, không rụt rịch đưa ra đi, có gì đâu mà mình gọi là an nhàn. Cái an nhàn trên thân xác mà mình tưởng là an nhàn trên cái tâm linh của họ là cái điều sai lầm. Cho nên không nguyện như vậy. Mình nguyện lệch một cái, mình đi sai đường liền, mình bị chướng duyên liền, chướng nạn liền mà không may. Cho nên mong chư vị là nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên còn tỉnh táo để mình theo A Di Đà Phật, chứ mê man bất tỉnh thì ai nói cho mình biết được. Chư vị nên nhớ rằng một người mà khi tắt hơi rồi người ta có thể nghe được, dù rằng trước đó người ta không nghe, tại vì cái lúc đó cái căn nghe của họ họ nghe được, họ chuyển về cái gọi là hình ảnh là cái tâm thức của họ hay là cái linh hồn của họ đấy, họ có thể nghe được. Nhưng mà những người mê man tức là chưa chết thì mê man đó, tất cả những dĩ căn, những cái con mắt thần kinh họ nó đã mê rồi, nói không được đâu.
Thì lúc đó nó âm thầm đi theo những cánh chớ gác, làm sao mình có thể nhắc nhớ được. Hiểu không chư vị? Cho nên phải cẩn thận, đừng có bao giờ để cái chút một phim mình mà nó làm cho mình bị mê đi, mà còn tỉnh táo để nghe người hộ niệm nhắc nhớ cho đến giây phút cuối cùng. Nhờ ban hộ niệm ủng hộ tinh thần mình, và người ta nương theo cái tâm thức mình mà người ta giúp cho mình càng tỉnh hơn, tâm lực của mình nó mạnh hơn lúc đó. Thì bên cạnh đó là cái khả năng sinh tồn của mình từ những lúc giúp cho mình vươn lên, tâm lực mình vươn lên, thắng nghiệp lực là như vậy. Nhất là tâm lực mình vươn lên mà cầu nguyện Đức A Di Đà phóng quang tiếp độ nữa, thì tự nhiên A Di Đà và phóng quang gia trì cho mình, tâm lực của mình cộng với chư Phật thánh lực hỗ trợ cho mình, mình vượt qua rất nhiều ách nạn mà mình không biết. Còn tự lực của mình thì lúc đó phải nói rằng là tự lực hình như nó đã siêu xuống rồi, nó yếu xuống rồi, không thể nào địch lại nghiệp trước. Vì không địch lại nghiệp trước cho nên đành phải chịu nghiệp lực dẫn dắt đi một cách tự do mà mình không hay. Uống lắm đây nghe chưa vậy? Khi tắt hơi xong yêu cầu đừng đụng đến thân xác, đừng không cần rút kim chỉ khóa các ống hóa chất lại để cho trong phòng riêng cho mình hộ niệm. Trong này có những cái là những ống truyền dưỡng khí, truyền thức ăn, truyền hơi thở đồ. Xin thưa chư vị, nếu biết rằng là bác sĩ nói là người mẹ, người cha mình không còn cách nào sống được nữa, không còn bao nhiêu, thì mình yêu cầu bác sĩ rút trước những ống này ra đi. Đừng nên để trong đó nữa. Nó sẽ là một cái chướng ngại vô cùng lớn cho người thân của mình đấy mà không may. Ví dụ như trong cái luật lệ là khi chết rồi, hay là sắp sửa trong lúc mà hấp hối đó, đừng nên đụng chạm vào thân xác của họ vì họ đau đớn dữ lắm. Nhưng mà một ống dưỡng khí hay là một ống truyền thức ăn người ta đưa thẳng vào bao tử của mình. Xin thưa với chư vị, không phải đưa cái ống đó vào là người nằm đó người ta thoải mái đâu. Mà một hơi thở mạnh cũng có thể họ đau đấy. Một cái ưỡng mình ta muốn mối, ta ưỡng một cái là nó đau nhói trong tim họ đấy. Đụng chạm sợ họ đâu, mà đụng chạm thực ra nó ánh nướng ít hơn là những ống đó. Chư vị có thấy rõ rệt chưa? Mà còn sớm mình để ống đó cái thì nếu mà không phát hiện ra, không lấy ra được thì khó khăn mà có thể giúp cho người ta đó vãng sanh. Hiểu được như vậy thì mình nói là bây giờ mẹ tôi không còn ăn nữa thì để ống làm chi? Mời các vị bác sĩ đó ra cái lệnh là rút ống đó ra. Đơn giản lắm, đút vào thì dễ mà rút ra thì rất là đút vào thì khó mà rút ra rất là dễ. Im lặng lắm, không sao đâu. Những ống đó nên rút ra trước. Chỉ do những ống mà có thể không rút là cái ống chụp trên mũi này này để cho người ta thở đó thì dễ dàng lắm, chỉ tên gỡ nhẹ cái lỗ tai ra là xong, hoàn toàn không ảnh nữa gì cả. Cho những ống đút vào trong khí quản, đút vào trong thực quản, đau đớn trò vô cùng, đau đớn trò vô cùng. Mình nên mời bác sĩ rút ra đi. Khi mà rút ra rồi thì người cha, người mẹ của mình cảm ơn mình nhiều vô cùng, tại họ thoải mái. Dẫu họ nói không được mà họ cũng cảm ơn. Nhiều khi người ta cảm ơn như cha ơi bây giờ thoải mái rồi, cha niệm Phật đi, mẹ niệm Phật đi, phải không chứ vậy? Người ta thoải mái tên niệm Phật, nhờ chút xíu như vậy mà niệm Phật mạnh hơn, người ta vãng sanh đấy chứ vậy. Cho nên nó có những cái điểm mà mình phải chú ý. Xin chuyển đến một cái phòng riêng để dành thời gian tối thiểu là 8 giờ, 12 giờ chúng ta niệm Phật. Chúng ta nên làm như vậy để mà coi còn nước còn có thể cứu người thân của mình. Nhưng mà xin báo cáo với trời trước sau gì, nếu còn ở trong bệnh viện rất khó cứu người thân của mình. Mâm cho vị hiểu được như vậy, cố gắng đem người thân của mình về nhà. Mà đem người thân của mình về nhà thì con cái phải biết hộ niệm, phải có ban hộ niệm nhé. Như vậy rõ ràng trước sau gì mình cũng cần ban hộ niệm trước, phải không như vậy? Chứ đừng lúc đó mới kêu ban hộ niệm tới. Thực ra thì nhiều khi ban hộ niệm không dám từ chối tại quen quá làm sao. Nhưng mà họ giữ đỉnh sẵn là đây là không phải là cái cuộc hộ niệm nữa rồi. Người ta hộ niệm vẫn phập phòng lo sợ, và nhất định thường thường là bị trở ngại vô cùng. Chính vì thế mà mong cho vị phải lo trước
tuyệt đối đừng lo sâu, đừng để cho đến nỗi mà tắt hơi xong mới mời ban hộ niệm, hoàn toàn không đúng với pháp hộ niệm đâu. Hoàn toàn chúng ta hiểu lầm mà chúng ta không may, đừng để quá nặng rồi mất cứu ban hộ niệm. Nhiều khi ban hộ niệm không cách nào mà có thể cứu được người thân của mình. Cho nên mong cho vị thương cái huệ mạng của mình mà lo trước đi. Các anh chị, các cô bác, các cha mẹ có đồng ý không? Lo trước đi để cứu mình. Và khi mình hiểu được cái pháp hộ niệm rồi, mình thấy an nhiên lắm. Hai người, ba người biết hộ niệm là mình thấy còn an toàn rồi. Mà mình lo sợ trước, chính lo sợ trước như vậy. Nếu không có ban hộ niệm thì tự mình niệm Phật cũng mạnh hơn, cũng vững hơn để mà lo cứu cái huệ nạn của mình. Vô tình những cái trước duyên đó nên thúc đẩy cho mình niệm Phật tu hành tinh hơn, tấn hơn, phải không chứ vậy? Chứ còn nói chung chung này cái tướng là mình ngon, nhưng mà thực ra mình yếu lắm đấy. Chứ vì cái đồng ý con này, rõ ràng pháp hộ niệm vô cùng. Còn cứ một người liên lạc với ban hộ niệm, nếu có vấn đề gì cần thiết thì nên trực tiếp khai báo trình bày với các vị trưởng phó ban hộ niệm. Tình thái này nhắc cái này, nên liên lạc với trưởng phó ban hộ niệm, không nên liên lạc với những người thành viên của ban hộ niệm. Nếu mà thành viên này mà đã từng là những trưởng ban hộ niệm trước đây mà dừng cái bản đây thì cũng có thể được. Chứ nếu mà chúng ta cứ gặp người nào cũng trình bày thì coi chừng có những người thành viên mới vào ban hộ niệm đã chưa vững thì sao đây? Có thể người ta khuyên khác đi. Nhất là cứ trình bày cái này, những cái gì khó khăn ấy, trước khi trình bày là kêu người thân bạn bè hỏi trước. Coi chừng mình nghe lời những người mà thương yêu mình, lo lắng cho mình mà không hiểu đạo, coi chừng người ta có những lời khuyên nó nghịch lại mà không may đấy chứ vậy. Đây là sự thật đấy. Mong cho vị hiểu được như vậy thì khuyên, nhắc nhở, cứ nói thắng với người trưởng phó ban. Để trưởng phó ban nếu mà thí dụ giáo quyết được, họ họp lại. Họ bàn luận bây giờ bà cụ này như vậy làm sao? Để họ tìm cái phương cách gỡ ra. Nhớ nha chưa vậy? Cho nên cũng nhắc nhở lại là người thành viên nếu không có trách nhiệm hộ niệm khai thị thì đừng nên tham gia với chuyện này. Ví dụ như trước đây có một lần mà tỉnh Hải này đã gặp qua một chuyện như thế này, là một người nói kinh thuyết đạo thì hay vô cùng, lý luận thì rất rất hay, nhưng mà hộ niệm thì ít khi tham gia, họp ban hộ niệm thì thường khi ít đi, và đi hộ niệm thì cũng ít tham gia, tại vì lúc nào cũng thấy mình hay cả. Đến một lần đó tới thăm một cái người bệnh, tới hỏi cho cái chị có cái pháp danh chưa? Nói dạ chưa. Trời ơi, chị chưa có pháp danh làm sao chị được vãng sanh? Lại sai rồi. Cái bàn thờ của chị đâu? Tôi coi thứ. Dạ tôi chưa có bàn thờ. Trời ơi, chị muốn đi về Tây Phương mà bàn thờ Phật cũng có nữa, làm sao chị được vãng sanh? A Di Đà Phật, nói chi mà những câu tệ như vậy. Bộ chị muốn vãng sanh dễ dàng lắm sao? Tôi đây tôi niệm Phật, tôi có bàn thờ thì tốt, tôi niệm Phật rất nhiều rồi mà chưa chắc được vãng sanh, mà làm sao chị được vãng sanh? Nói một câu như vậy làm cho cái người đó xuống hết tinh thần. Mà trong khi chính ban hộ niệm đó đã theo dõi, đã nhắc nhở 4 năm tháng rồi, làm cho một người không biết là gì cả mà đã phát tâm tin tưởng vững vàng, quyết chí, hạ quyết tâm là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Hồi trước ban hộ niệm đó chị chưa có pháp danh vai, không sao. Tức là chị niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, quyết về với A Di Đà Phật, tức là coi như chị cũng có pháp danh rồi, không có sao cả. Đức Phật nói là tất cả mọi người tin tưởng vững vàng niệm A Di Đà được vãng sanh, chỉ nhất định được vãng sanh. Cái người đó ung thư tới giai đoạn cho quyết lòng đi. Ngày cuối cùng rồi thì gặp một người tới nói một câu như vậy, cả gia đình xuống tinh thần hết. Bữa đó không cho ban hộ niệm tới hộ niệm nữa, chuyển người bệnh đi vào trong bệnh viện liền. Ngay nửa đêm 12 giờ đêm đó chết trong bệnh viện. Chư vị thấy không? Đây là cũng do cái phước phần của người đó. Oan uổng không? Chỉ vì một lời nói vụng về của một người đồng tu mà phá tan luôn tâm hạnh của họ. Chứ nếu mà cứ tiếp tục như vậy, cái đêm ngày đó ban hộ niệm tới
Rõ ràng với cái niềm tin vững vàng như vậy, người đó vãng sanh bất khả tư nghị chứ chư vị coi. Tại vì tín nguyện hạnh của người ta đầy đủ. Mà vô tình chỉ một người sơ suất, nói một lời sơ suất thôi, là mất hết cái tâm vãng sanh, không còn niềm tin nữa. Kéo họ trong, làm cho gia đình đưa vào bệnh viện ngay trong cái đêm đó. Chết trong bệnh viện, làm sao đây chư vị? Cho nên mong chư vị hiểu được như vậy, thì mong cho gia đình hiểu, và tất cả đồng tu chúng ta hiểu, và gia đình chối thực sự, chân thành, tha thiết lắng nghe, thực hiện được những cái điều này. Chư vị cứu được người thân, gia đình cũng vui vẻ, người hộ niệm cũng vui vẻ, người được hộ niệm cũng được vãng sinh dễ dàng. Chư vị thấy cái thuận lợi không? Sơ ý một chút, mất vòng quan tâm. Cho nên coi giờ thì chúng ta đúng giờ đã chấm dứt rồi, cho nên không dám nói thêm nữa. Chứ còn có thể có giờ nói thêm bao nhiêu nữa cũng có chuyện nói. Cho nên mong chư vị những lời nói sau này, chư vị tự nghiên cứu lấy, để tự mình được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc nhé. Hộ niệm đơn giản vô cùng, lòng thành lòng kính, để mình được lợi lạc lắm chư vị ơi. A-di-đà-phật. Dạ, xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm niệm tri ân công đức của Thầy Thích Tịnh Hải. Chư vị có thấy hộ niệm quan trọng không ạ? Có quan trọng thì giơ tay lên lắm cú lại để xác định cho mình. Dạ, con cũng xin thưa với các cha các mẹ, hộ niệm quan trọng lắm, chính xác lắm. Thực sự là những ban hộ niệm mà hành đúng lý đúng pháp, dựa vào những cái nội quy của pháp hộ niệm này, hướng dẫn gia đình tin tưởng làm đúng mà đã có hiện tượng vãng sanh bất khả tư nghị. Có những ban hộ niệm, có những năm người ta tuyên bố là 100% thành công. Chị vị có thấy tuyệt vời không? Và cũng có những nhiều ban hộ niệm đi hộ niệm vì không trân quý cái nội quy của pháp hộ niệm mà hộ niệm 3-4 năm chẳng được ca nào. Từ chỗ này để chúng ta thấy rõ ràng nội quy pháp hộ niệm vô cùng là chính xác, vô cùng là quan trọng đối với chúng ta. Nếu mà các cha các má mà tìm hiểu về pháp hộ niệm, tìm hiểu về những cái ca hộ niệm, những ban hộ niệm ở Việt Nam thì sẽ thấy điều này là sự thật. Nếu chúng ta trân quý cơ hội này, nắm lấy cái nội quy của pháp hộ niệm này, chúng ta cũng có phước phần vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chung quy lại là thực hiện đúng nội quy của pháp hộ niệm là chúng ta rất thuận lợi. Có thể nói rút ngắn lại thì trong cái pháp hộ niệm có mấy cái điều mà đầu tiên xin các cha các mẹ cố gắng nghiên cứu và nắm lấy. Điều đầu tiên là 10 điều hộ niệm chú ý. Cái thứ hai là 15 điều nội quy dành cho thành viên ban hộ niệm. Và điều thứ ba, như vừa rồi chúng ta được nghe Thầy Thích Tịnh Hải, đấy là 15 điều nội quy dành cho gia đình người bệnh. Những cái này mà chúng ta cố gắng mà học hỏi, căn cứ vào đấy để tu hành và cũng như là thành lập cái ban hộ niệm thì chúng ta rất thuận lợi. Ngoài ra thì có một quyển để hiểu thấu hành đúng pháp hộ niệm là một cái chương trình, như là một cái giáo trình để hướng dẫn chúng ta tu hành, hướng dẫn chúng ta hộ niệm. Nhờ vậy mà rất thuận lợi các cha các mẹ ơi. Nguyện mong cho tất cả chúng ta trân quý lấy cái cơ hội này. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Dạ. A Di Đà Phật. Bạch quý thầy, xin thưa các đại chúng cùng trong ban tổ chức, con thấy là trong pháp hội như thế này, con yêu cầu trong ban tổ chức cứ 1-2-3 tháng là thỉnh thầy về đây để niệm Phật và kinh hành tụng kinh cho chúng con được ăn trim công đức và nhớ lại. Chứ để lâu quá, từ cái ngày thầy Mộ Thông về tới bây giờ vẫn không có, bây giờ thầy về đây thì chúng con mừng. A Di Đà Phật. Rồi trong ban tổ chức. Dạ.
Dạ, trong ban tổ chức tính lại cho thỉnh thầy về cứ mỗi một tháng hay là hoặc hai tháng gì thỉnh thầy về cho A Di Đà Phật con có được không ạ? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng con tri ân quý sư cô và chúng con cũng cố gắng là để thỉnh thầy, mà nếu mà trong cái điều kiện hoàn cảnh mà thầy không về được thì cũng có cơ hội để chúng ta được gặp thầy mỗi tuần, đó là vào Zoom rồi nghe tọa đàm, học tọa đàm, đấy chính là chúng ta được gặp thầy, đúng không chị vị? Dạ, là một